từ sao mà mẹ bé mà bỏ bé để cho cha nuôi vậy? Chú có cần biết lý do tại sao không? Không biết, tại giờ đó lúc đó là cũng khổ ở ngoài chợ cả năm á, rồi tôi đi bán bánh mì, rồi nhà cứ đi chơi đúng gì đó cặp bắt đầu dẫn đi luôn. Rồi bỏ con ở nhà cho chú luôn. Rồi bỏ con nhà, mà lúc đó tôi nó bệnh hoạn, nó cứ kinh, nó cứ ở gái nó nóng lên, cái kinh giật, kinh nóng kinh giật, rồi lúc đó tôi muốn chết, cả hai cha con lúc đó tôi đi gái tôi dự tính nhảy cầu kinh luôn. Không phải thì dạng khổ như là buồn ấy rồi buồn rồi gặp con nó bệnh nữa. dạ rồi chú muốn nhảy xong cho chết cho rồi đi phải không? Đúng rồi, Nhưng mà cô chú nhảy rồi bỏ Hạnh lại rồi sao? hai cha con ôm luôn Thôi chiếc xe đạp, rồi lúc đó chiếc xe đạp cái cần xe bánh mì nữa. rồi chú bán bánh mì Sài Gòn đặc biệt Humber đâu hả? À, chứ phải là bán bánh mì thịt hả? Bà đất ơi, bán bánh mì 1.000 1.000 một ổ đó. Trời ơi. Quý hỏi gái ông khóc luôn. Cô là coi như cái gì cũng cô làm, giờ tôi làm hết hai cái u mà phải làm. Rồi xong rồi tính nhảy xong nào? Ở trong cầu kinh rồi á. Cầu kinh cái sậy bên đấy hả? Trời đất ơi. Đó là hồi đó tôi về tôi đậu cái xe đó là hai cái con xuống rồi tôi dựng chiếc xe rồi đó, là tôi bồng nó ấy rồi đó. Rồi mà sao mà cảm giác sao mà mình thấy thấy nó kêu cha cha đi về cha cha về. Hồi vậy mới bắt đầu là tôi thấy thức tỉnh mới lại phải không? Rồi đó. Rồi mình đúng hay là tôi nhảy rồi. Là ôm hai cho con đều nhảy xuống dưới. Giờ đâu còn Hạnh kéo vậy. Thì đó. Trần Ngọc Thanh, Lương Phú, giọng thơ Bến Tre tạo tôi đi nãy giờ quá trời luôn, tôi không nhớ chính xác rồi, tôi biết cho con Việt mẹ bên Lương Phú quý khán giả. Thì chú là nghề chính của chú là chạy xe ôm đó, đặc biệt quý khán giả có biết không, chú còn nuôi một đứa con giá 26 tuổi đó, và mẹ bỏ đi lúc em 3 tuổi, đến khi chú nuôi mày gà trống nuôi con quý khán giả, rồi em bị bệnh động kinh, em không có làm gì được hết, em chỉ ở nhà thôi để chú nuôi đó. Đó là đây là em 26 tuổi và em ở nhà em chú cộng. Chào con. Chào em tên gì? Tên Hạnh. Tên Hạnh hả? Hôm nay 26 tuổi. Dạ. Rồi con ở nhà em, nhà em giúp chú mấy cộng này vậy hả? Dạ. Rồi có làm phụ cha gì nữa không? Hồi kích thước thì có đi làm, nhưng mà tại người ta thấy có bị động kinh á, mà lâu lâu cứ co giật á, nhức đầu xỉu hoài, cho nên người ta không thấy, ta không dám mướn nữa, cái ở nhà chú cộng lá vậy. Là lúc trước có đi làm hả? Dạ. Cứ đi làm gì? Dạ làm công ty may bên Giao Long á, mà ta thấy làm người xỉu hoài á, cái người ta cho nghỉ luôn. Ở giật nhà hoài. Giật hoài luôn hả? Dạ. Ngày giật mấy cái? Dạ nó lâu lâu cái nó giật nó mệt thì đâu biết được, không có biết luôn. Bây giờ là con nhà con chú cộng vậy hả? Chú vậy sao khu vực này toàn là chú cộng chừa không quý khán giả? Đi đâu này kia có vậy, ngày bán vậy rồi ngày kia bán được nhiêu tiền? Dạ này ta mua 6-7 ngàn ký à. 6-7 ngàn ký là em chú đây này này kia, là em chú vậy ngày như được như đây không? Dạ sáng ngày chú cũng nhiều lắm, 5-6 ký. Chú 5-6 ký là đi chặt về chú hả? Dạ. Rồi đi chặt rồi liệu có động kinh rồi sao? Dạ nó có, thì bữa nào thì khỏe khỏe thì mới đi làm, còn hơi thấy bữa nào thấy không ổn thì thôi nghỉ. Dạ. Con banh này ra con phơi đó khán giả. Rồi mình sẽ mời quý khán giả đồng hành đi vô nhà. Đây là cái cổng nhà của em. Nãy vô là có cái cửa gạo luôn. Cho câu nè, có cái gạo này nè, rơi cho có cái cổng đó. Đây là quý khán giả. Đây là em chú cộng nè. Đây cái ngôi nhà của hai cha con ở. Đây nè. Này hai cha con ở trong đây nè. Quý khán giả thấy không? Mời quý khán giả nha. Vừa có cái bóng cây cầu 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 vừa đủ xài. Đây, đây nè. Đây là cái nhà. Dạ con chào chú. Chú đang chậm hả? Chú chậm đi. Đây. Chú chầm này là chú chầm mướn hay chú chầm sao ạ? Dạ chầm sửa nhà lại dọc hư hết trơn rồi về sửa lại á. Giờ mà giờ làm không có ấy được, rồi giờ chầm rồi che lên. Dạ chú chầm lá vậy ha. Dạ. Chầm mình để mình sửa cái nhà này. Dạ. Có nhà này đó là được cho hay mình tự xây chú? Dạ, dạ cho. Cho. Dạ. Mình đất này đất ở là... Dạ mua đậu. Ở đậu nữa hả? Dạ. Tôi đi mấy căn nhà sáng giờ toàn là ở đậu không ở trời. Đất này là cho các cái nhà không.
Dạ, vậy là khu vực này ta cho cấp nhà. Đất này chắc dòng họ gì mới cho gì đó. Đúng không? Dòng họ mới cho xin cái nhà. Còn như cái cô Lạc ở trển á là không có dòng họ nên chỉ cho ở thôi. Muốn cắt có thì bỏ tiền ra cắt. Còn ở đây thì dòng họ nên nhà nước ủy ban người ta sẽ là người kia người ta sẽ cắt cho mình. Không có dắt ở chú này nó tổng tổng vậy. Dạ. Vậy là chú chồng ở này ha. Chú chồng mấy ngày mới được như đây? Chồng cứ ở có bệnh tim nữa, bây giờ nó mệt là coi như là nghỉ chứ đâu có ngồi xuống được. Vậy chú chạy xe ôm đó hả? Xe ôm rồi bán với chú cùng lum. Ngày nào cũng làm hết trơn hả? Cũng tới là đi cũng đi chợ đồ mướn, rồi nhờ người ta yếu quá rồi ta chê, người ta nói từ dầu càng yếu quá, cô kêu rồi nhờ nhà cũng làm lây lất. Dạ, rồi tước là coi như cũng có đi thả lưới cá đồ vậy đó mà. Sao ngày nào cũng làm hết trơn hả? Có cái chuồng ở dưới nữa nè. Một chiếc chuồng luôn hả? Cái chuồng của Phúc này là đi thả lưới. Dạ, đây dạ. Chú chầm cho con coi đứa coi dạ. Chầm chắc đẹp lắm đúng không vậy? Coi nè. À, này bị sống bị ấy hả? Dạ. Ở đây mình đi chặt luôn hay sao chú? Dạ, cái này vậy chặt. Ủa, cái này chắc lựa lắm mới được mấy cái đá này chứ. Dạ. Đúng thì lựa đặng mình chầm cho nó bản này nó dài dạo quá. Dạ chứ mình lựa xong xong này đâu là lựa con chầm cũng hơi mệt rằng vậy lựa này dạ. Cũng có ngày vậy nha. Dạ. Vậy là lựa vô ấy làm có khi mấy tàu qua nó mệt á cái mình hơn. Đây là cuộc sống của chú rồi đi chầm này kia để mình chuẩn bị sửa sang cái chậu nhà đợi giờ chứ nhờ cái chá bên đây giờ mấy nháy cho như thế giờ nó sập đây nè quý khán giả coi nó có sao có ở trên đây hết trơn có tội là nhà tới luôn tới đây. Ủa vậy là bên đây chú cộng bên đây hả con? Dạ. Ồ cái lưỡi hái đẹp thấy ghê không, ai cho lưỡi hái à hay mua? Dạ cái này của cô con cho. Của cô cho hả? Dạ. Đây. Ủa em ngủ ở trong hả chú? Dạ. Ngủ ở trong ngoài này. Dạ là chú ngủ ngoài đây. Dạ. Rồi mình sử dụng bằng bếp ga ha, mình sử dụng bằng bếp củi. Dạ bếp củi chứ. Dạ bếp củi. Xài bếp củi. Dạ. Dạ. Ủa cái chân của chú bị xe đụng rồi gãy xương này giờ về bó thuốc nam mà mình kiếm cây có cái cây biệt á. Dạ đây là nó bị cong vậy luôn hả chú? Gãy luôn. Cong. Rồi mình không có không có tiền ta kêu bó bột đừng kéo ra giờ mình đâu có tiền đâu làm. Rồi cái người mình đụng cái mình cán con chó đó rồi sao chú? Dạ con chó đó người ta thì hồi đó bồi thường người ta lo thuốc men qua tôi về thôi. Rồi ta chừng cái kêu lại là nói vợ vậy đó, người ta nói không vợ qua rồi thôi nằm giả hay gì. Ta lo vậy sửa xe rồi thôi á. Là rồi mình có chụp hình chứ mình phải đưa cho dạ, người ta có. Dạ có chụp hình rồi. Dạ mình chụp hình. Dạ có phim. Dạ dò. Trời ơi, vậy là quý khán giả. Là chú đi cái bật vậy luôn hả? Nay lâu chưa chú? Nay mấy tháng. Mấy tháng rồi. Dạ. Rồi chụp hình là bác sĩ trung tâm y tế thành phố Bến Tre hả? Dạ. Yeah. Trần Ngọc Thanh. Dạ. Yeah. Ngực thẳng. Ồ, lấy lộn phim này, cái mới đúng. Hả? Dạ, để cô ấy. Dạ, tại vậy cho anh đối, ông không biết cái đấy. Cái này thì nó ngực thẳng, lộn. Ngực thẳng. Bị quan tim hết rồi. Dạ, ông ấy là... Quan. Này gói. Đồ gói đó đúng rồi. Đúng rồi. Là cho con gửi cuốn này. Rồi nào giờ đâu có biết làm bác sĩ đâu câu cái gì. Nó gãy cái xương này bao nhiêu đó tổng. Rồi gãy đó khúc rồi. Không cái này cái đầu gói khớp gói. Đó nó gãy cái cây gì. À gãy đâu đây hả? Dạ. Đâu phải bác sĩ đâu chuyên cầm ngược nó đầu đất ơi ông ơi. Nó bị nứt cái đường này. Bác sĩ chỉ là nứt đường này phải không? Dạ bác sĩ chỉ nứt đường này. Nó gãy. Dạ. Rồi. Cái gỗ của mình đây là mình cái này nó cong giờ nó hở. Dạ.
vậy là đau quá rồi chú mới đi chụp hình. Dạ dạ. Rồi chụp hình xong rồi giờ mình nói với chủ, chủ nó là lúc đầu bồi thường lúc đó với sửa xe này kia là thôi. Dạ. Rồi sau này nó mình tự chịu. Chịu nó là mình nằm dạ nên sợ này kia. Rồi nên ta bỏ luôn. Ủa mà câu chuyện là sao mà chú hồi đó chú đi làm liền mà đợi hết rồi chú mới làm. Không có thấy người ta ấy vậy rồi thôi mình. Mà sao là sao? Ở xa, ở bên Giao Long lận. Mà câu chuyện sao à, câu chuyện sao chú nói kể đi đâu mà đi tới Giao Long đi chạy xe ôm rồi sao đó. Rồi chở cái chạy về rồi bắt đầu cái ông này cũng chạy lên cái bắt đầu cán chó ấy đó, cái bắt đầu té ông xong luôn. Vậy là chú không có cán mà người cán chó té chú. Ờ đó, rồi cái người kia chạy lên cán bắt đầu ông đâm vào ông cắn rồi. Rồi chú thấy cơ thể không có sao hết hay sao? Hồi đó thì xuống nó cái đầu gối nó bị tày lủng lỗ sưng lên à, không có chưa sưng rồi cái ông bắt đầu ngồi đó đó ông mới đi mua thuốc rồi cho mình uống. Dạ. Đó, rồi cái xe cái bắt đầu cái chừng thấy im rồi cái mình nó mới đứng dậy nè tính đi đặng đi về đứng dậy cái bắt đầu tôi mới phụ đó ông mới chở đi chụp hình. Đi chụp hình thì nói là coi như nó bị nứt xương. Cái đó mình nước chương rồi mình thấy vậy thôi, ổng mua thuốc rồi cho uống, ổng nói vậy cho tôi. Ai về đâu về, cũng quá trời thấy nước luôn, hết nổi luôn. Rồi cái chú lên nói lại. Rồi rồi mới qua bên đó nói, ổng nói giờ hồi đó ổng lo từ cái đầu vậy thôi, chứ giờ đừng có nằm giả ổng. Dạ, rồi xong là mình ôm xô luôn tới giờ. Dạ, ôm vô luôn. Rồi không có băng bột luôn chú, băng bột hả? Không, thôi đâu có tiện. Theo có bác sĩ kêu ở băng bột á, mà đâu có tiện bác, rồi thôi giờ về đất Phúc Nam. Trời. Kiếm cái cây mình kẹp xuống ấy đó. À đâm với muối. Đắp vô. Trời ơi, đắp khó. Rồi giờ nó gom cơm cụm vậy đứng con vậy luôn. Đen thui luôn. Rồi vậy là có hai cha con sống cuộc sống ở đây như thế này. Dạ. Rồi cho con hỏi là mẹ bé từ ngày đó có gì đấy không? Dạ. Không có gì, có chồng khác mà. Có chồng có con gia đình khác luôn. Dạ. Rồi con có gặp mẹ con không hạnh? Ấp gặp mẹ. Rồi mẹ có mua quà hay gì cho con không? Không. Vậy là cũng biết mặt mẹ luôn. Dạ, biết mặt mẹ luôn. Rồi sao mà mẹ bé mà bỏ bé để cho cha nuôi vậy? Chú có biết lý do tại sao hay không? Không biết, tại hồi đó lúc đó là cũng khổ ở ngoài chợ cả năm á, rồi tôi đi bán bánh mì. Dạ. Rồi nhà rồi đi chơi lúng gì đó cặp bắt đầu dẫn đi luôn. Rồi bỏ con ở nhà cho chú luôn. Rồi bỏ con ở nhà. Rồi lúc đó tôi nói bệnh hoạn nó cứ kinh, nó cứ hở gái nó nóng lên, cứ kinh giật, kinh nóng, kinh giật. Rồi lúc đó tôi muốn chết. Dạ. Rồi hai cho con lúc đó tôi đi gái, tôi dễ tính nhảy cầu kinh luôn. Thôi bậy. Khổ. Như là buồn, ấy rồi. Buồn rồi gặp con. Con nó bệnh nữa. Dạ, rồi chú muốn nhảy xong cho chết cho rồi đi phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cô chú nhảy rồi bỏ Hạnh lại rồi sao? Hai cho con ôm luôn. Rồi chiếc xe đạp. Rồi lúc đó chiếc xe đạp với cần xe bánh mì nữa. Rồi chú bán không. bánh mì Sài Gòn là đặc biệt hamburger đó hả? À, chứ phải là bán bánh mì thịt hả? Không. Mà đất ơi, bán bánh mì 1.000 một ổ đó. Trời ơi. Quý hỏi gái ông khóc luôn. Cô là coi như cái gì cũng cô làm, giờ tôi làm hết hai cái u mà phải làm. Rồi xong rồi tính nhảy xong. Dạ. Nhảy xong nào? Nhảy trong cầu kinh quá. Cầu kinh cái sậy bên đây hả? À. Trời đất ơi. Đó là hồi đó tôi về tôi đậu chiếc xe đó là hai cái con xuống rồi tôi dựng chiếc xe rồi đó, rồi tôi bồng nó ấy rồi đó. Rồi mà sao mà cảm giác sao mà mình thấy thấy nó kêu cha đi về, cha về. Hồi vậy đó, bắt đầu là tôi thấy thức tỉnh mình lại phải không? Đó, đó. Đúng hay là tôi nhảy rồi. Dạ. Ôm hai cha con đều nhảy xuống dưới. À. Giờ đâu còn Hạnh chứ vậy. Thì đó. Bây giờ con tôi cũng không có khổ vậy nữa. Không cũng đâu có khổ vậy đâu, chờ xong rồi không biết người gái đi. Cái kiếp cơ và người của mình chưa có hết. Dạ. À, nên mình sống để cho này kia, để cho Hạnh nó cỡ đó Hạnh mấy tuổi? Nó mới có 3 tuổi. 3 tuổi chợ mới bỏ đi là áp lực bị stress nhiều quá rồi. Dạ. Tính nhảy luôn. Dạ. Trời ơi, nay 23 năm rồi đó. Dạ. Thấy con mình nó vậy rồi đi làm mà giờ em nó bị động kinh vậy, công ty không cho làm, nghỉ ở nhà. Dạ. Ở nhà rồi cha con về sinh hoạt bằng gì đâu, nó có nghe đi rồi mất chút cộng dừa này thôi nha. Thì đi giờ là lúc đó ở lấy thì đi làm lãi cao đồ rồi giặt mà nó làm không có nữa. Làm hồi chút xíu nó mệt rồi, bắt đầu là nó kinh rồi nó chịu người ta nó. Ờ, nên người ta còn tôi chứ thì bây giờ đi làm tùm lum hết. Thì chú vậy sao đi làm nổi nữa? Giờ cái giò này giờ làm gì nữa, trong vòng mấy tháng nay giờ làm gì? Giờ ở nhà đi đây giờ đi học cạch gì, đâu có làm gì hết nổi.
Vậy là mình ở nhà sinh sống, rồi có nhà có chiếc xe đó. À. Chiếc xe đó mình mua ha, mình trả góp. Trả góp trả hết chưa? Còn thiếu 1,000,000 chiếc xe. Và trả bao nhiêu năm? Vậy thì này nó cũng dễ, mà người này cửa xe, nó bán mình mua xe là à, mua xe xài rồi trả lại rồi mình trả góp nó. Nó trả cho trả cũng như 500 rồi, như cái vụ khá thì trả. Rồi chú mua xe nó bao nhiêu tiền? Xe mua 7,5 triệu. 7,5 triệu. Mà trả hôm nay là còn thiếu 1,5 triệu. Dạ, 1,5 triệu. Dạ. Thiếu 1,5 triệu. Đúng là không có thấy cái giò thì hôm nay trả hết rồi. Rồi chú chạy xe được bao nhiêu tháng rồi? Tôi mấy năm 7,5 triệu tả mấy năm. Rồi cái người bán đó cũng có tâm nghe. Mới mua đây còn chiếc kia lại chiếc xe mới đụng. À, chiếc xe đụng là bán rồi. À. Rồi mình mới mua chiếc xe này lại. À, mua lại. Là mua bao nhiêu năm rồi? Mua này mới từ hôm Tết tới nay chưa từng Tết. À là tả còn thiếu 1,5 triệu. À, là món rét cho tao hú hồn, tôi tưởng nay trả mười mấy năm, mấy năm nay mà trả có 7,5 triệu mà trả hoài không xong. Tại vì biết nhận bán cái chiếc xe đó đó. À, nó có ông, tiền. À, có tiền, rồi cái vấn đụng. Mình mua xe lại. Mua xe lại. À, mà còn thiếu là 1,5 triệu. Dạ. À, mình tính nghĩ là mình sẽ chạy được, đó, là mình đó. Sẽ trả tiền. Dạ. Nhưng mà hôm giờ cái đầu gối nó bị như vậy nhức quá thì đâu có chạy ơ gì được. Dạ, chứ còn bây giờ chạy, người ta đang kê mình kiếm. Dạ. Không dám đi. Dạ. Đó, người ta nói chạy hú phố cái gì, người ta làm sao. Rồi giờ giữ xe, giờ để nhà rồi ai chạy? Thì nhà nó bây giờ nó đi được. Cái gì Thạnh giờ chạy xe ôm luôn hả? Không, để nó chạy. Làm vòng nó đi chợ rồi đó. Ừ. Trời đất ơi, giờ tới nghe cha nói cho nghe con nó cũng chạy xe ôm này kia luôn. Dạ. Rồi đây ra chợ nhiêu tiền? Đây ra chợ 30 ngàn. Dạ, giảm đi chạy người ta tải nhiêu lấy nhiêu. Nhớ tóm lại người ta tả nhiêu lấy nhiêu. Rồi ở nhà con chạy được bao nhiêu cuốc? Giờ gần đây nèo quá. Chạy cuốc 2 cuốc vậy hả? Dạ. Đủ hết tiền xăng chứ đâu đủ tiền góp này kia đâu. Thì đó giờ mới nặng nỉ. Nặng nỉ nó cũng thấy hoàn cảnh về nó cũng cho. Nó nói thôi chị cậu coi cái chuyện nào có rồi gửi con cũng được. Dạ. Năm hồi đó là coi như đây là có bà gì. Dạ. Đất hay đất. Hồi đó là bà già bà mất rồi. À, bà cho ở. Ừ. Bà già ở rồi cũng truyền ngôi lại luôn. Truyền cái ngôi nhà này lại là tóm lại là truyền thôi, nhưng mà cái sổ đỏ nằm ở bên kia của người ta thôi chứ không phải của mình. Đúng rồi. Dạ. Đây là xuống mình đâu có dạ đây. À mình xài nước ấy xong vậy luôn hả chú Thanh? Dạ. À nước đây là mình múc dưới đây lo là mình xài luôn á quý khán giả. Dạ. À rồi xong. Đây là cái nhà bếp. À xài bếp củi nha. Bếp củi ở đây. Đó. Còn ở đây là cái nhà tắm. Dạ. Đây cái nhà tắm. Trời ơi. Không có và đặc biệt không có cái móc phơi đồ luôn, phơi kiểu vậy nè quý khán giả. À, đây là cái nhà tắm. Rồi. Ờ cái xe đạp này sao chú? Dạ. Chiếc xe đạp này đó là chú đi bán số hàng sao? Dạ. Xe đạp rồi đi bán vé số rồi bán rồi lần lần thấy rồi bắt đầu thấy cái mới chạy mua cái để gì chạy đi xe ôm đúng. Dạ. Kèm thêm. Khi nào mà hỏi người bán tao có kêu cái bắt đầu mình chạy luôn. Vậy chú bán số ngày được nhiêu? Bán có 50 tờ rồi. À, ngày bán có 50 ngàn thôi, kiếm 50 ngàn. Mình tả tiền cọc trước ha, mình dạ không có lấy giờ rồi chiều gói đầu. Dạ chiều ra cái tả lấy tiếp. Dạ. Giờ chiếc xe đạp này là mình đi bán số lúc đầu tiên. Đó à, nhờ đó rồi. Dạ, rồi chú chầm lá này kia để xây sửa cái nhà này. Giờ quá trời luôn. Dạ, nó giọt ha. Dạ. Cuộc sống này kia một ngày vậy chú có thể là kiếm được nhiêu tiền không? Mình có ước tính dạ, được cái không? Cái này mình không có biết được, có khi thì được 20-30, còn có khi không có đồng nào. Dạ. Dạ. Có khi giờ nó vậy đâu, nhưng mà mình dính nhút lại ăn gấu ghém, có khi mấy mẹ bữa khỏe đi kiếm cá tép được về ăn cũng vậy giòn vậy sao đi. Dạ không có đi vậy ở dưới ngồi trên chiếc thuyền ấy mình đặt á hả? Dạ. Không tầm ngủ qua đi đặt gì, đặt lưới. Dạ thả lưới. Dạ mình đặt này đặt cái kia ha. Dạ nó có cái thầu lưới thế. À dạ rồi con thấy rồi. À, cuộc sống mưu sinh của hai cha con là có như đó thôi. Ngày kiếm được cũng dọn dẹp được 30-40 ngàn, nếu có chạy xe ôm thì kiếm thêm được 50-60. Dạ. Dạ. Xin chào quý mạnh thường quân.
Xong rồi nước có cơn cái phía miền Tây. À, thì hôm nay mình đến gia đình của chú Thanh ở Lương Phú, Cần Thơ, Bến Tre. À, thì chú là gà tống nuôi con, nuôi hồi bé Hạnh còn 3 tuổi, không? Tính Quy Tiên rồi đó, ôm con Quy Tiên cầu sạch sậy là cầu kinh của mình Bến Tre đó, buồn vợ bỏ đi, đó, rồi giờ lâu lâu về thăm thôi này kia, thì chú bị làm đủ nghề, xong ở dưới sông có trên bờ có đi bán cái số này kia, thì em Hạnh thì bị động kinh, thì lâu lâu đi làm giao long, rồi giờ công ty không cho làm luôn, còn đi đặt cao ở chặt cao ở đây. Làm chủ cũng sợ luôn, tại vì em động kinh rồi đâu có biết lúc nào em khỏe chứ không khỏe ở nhà. Rồi giờ nấu nghề của cha mà chạy xe ôm vòng vòng hơi sớm, ngày kiếm 30-40 ngàn, ở khi không có ngầu màu nó quý giá đó. Thì một nửa thì mình có duyên đến gia đình của chú Thanh và em Hạnh đây, thì là mình cũng là có duyên đến đó, đến với gia đình này. Thì mình là như cầu nói, thì quý mạnh quân trong ngoài nước đó tin tưởng mình và gửi mình sẽ đem đến cho gia đình chú là chú Hạnh, chú Thạnh, chú Thanh, chú Thanh đó là sự giúp đỡ của anh Hồ Tấn Phước ở bên Đan Mạch ủng hộ 1 triệu, và cô Hoa ở bên Úc hỗ trợ 1 triệu, tổng số tiền này là 2 triệu. Con đại diện cho quý mạnh thường quân trong ngoài nước gửi số tiền này và kính chúc cho chú nhiều sức khỏe và em Hạnh số tiền này 2 triệu con gửi. Dạ rồi, vậy thôi giờ không biết nói gì hơn, trước thì cảm ơn cô Thao là các mạnh thường quân giúp đỡ cho cha con bây giờ cuộc sống thì rất cảm ơn. Dạ yeah, cũng cảm ơn rất nhiều. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả trong ngoài nước đã ủng hộ và đến những hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay có chú Thanh, thì gia đình này là gà trống nuôi con quý khán giả, giờ không biết nói gì hơn luôn hết trơn á. Thì mình rất mong quý khán giả đồng hành cùng kênh mình đi những hoàn cảnh khó khăn khác nữa, và sẽ nếu mà có duyên sẽ là nhịp cầu nói cho gia đình của chú Thanh là sau này, và mình hẹn quý khán giả vào lúc sau. Dạ, thì tôi cũng có lời chúc mạnh thường quân nhiều sức khỏe và cảm ơn mạnh thường quân để giúp đỡ cho những nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dạ, cảm ơn.